cha mẹ ruột trong vụ bé trai bị bạo hành âm tính với ma túy. Qua kiểm tra, bố mẹ ruột của bé trai đều âm tính với ma túy và người mẹ thừa nhận có đánh con. Ngày 12 tháng 4, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai, lập hồ sơ vụ bé trai nghi vấn bị bạo hành trên địa bàn. Nạn nhân là bé hành khách, hơn 2 tuổi, ngụ tại nhà trọ trên đường Thới Tam Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Thới Tam Thôn, Công an huyện Hóc Môn cũng như Ủy ban Nhân dân xã đã tới nơi ở của bé để xác minh, làm rõ. Lúc này, bé trai đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy biến dạng tay phải, nhiều vết thương cũ ở vùng đầu, trán, môi, mũi. Bỏng dọc độ 1-2 diện tích 6% nhiều nơi như bụng, ngực, bẹn và mông. Bé trai được sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi, điều trị. Trong khi đó, công an đã mời làm việc với cha mẹ ruột của bé trai. Cả hai người này được kiểm tra ma túy nhưng cho kết quả âm tính. Ban đầu, người mẹ đã thừa nhận có đánh con. Trước đó, như đã đưa tin, sáng ngày 12 tháng 4, cha mẹ của bé K đưa con tới phòng trọ của người cô ruột T là T. Ở đường Tam Đông 20 cách nơi ở chừng khoảng 200m để gửi. Chị T sau đó phát hiện trên người bé trai có nhiều thương tích cả cũ và mới. Có một số vết bỏng ở vùng lưng như bị chích tàn thuốc, trên mặt, lỗ tai, ngực có thương tích như bị đánh đập. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải. Thấy bất thường, chị T có hỏi thì cha mẹ bé nói là cháu nghịch bị ngã, bị nước sôi văng trúng, gây bỏng rồi rời đi. Chị T sau đó trình báo cơ quan chức năng. Bé trai cũng được đưa vào bệnh viện kiểm tra, sơ cứu vết thương. Một số hàng xóm của bé trai cho biết khá bàng hoàng sau vụ việc. Theo đó, cha của bé tên C, khoảng 21 tuổi, người mẹ tên L, khoảng 20 tuổi. Cả hai thuê phòng trọ, sinh sống với hai người con được khoảng một tháng nay. Bé trai thể trạng yếu, không ngờ lại bị thương tích như vậy, một người dân nói và cho biết cha mẹ bé thường không thấy đi làm hay đóng kín cửa nhà trọ. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.